Trong vòng một tháng trở lại đây, bãi rác ở tổ dân phố 8, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Rấp, Đắk Nông liên tục bốc cháy gây khói bụi. Theo phản ánh, những cột khói này ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người dân trong vòng bán kính từ 4 đến 5 km. Sáng 26 tháng 2, Bí thư huyện ủy Phan Anh Tuấn đã tới hiện trường, chỉ đạo dập tắt các đám cháy trong bãi rác và cho biết tỉnh Đắk Nông đang xây dựng bãi rác tập trung cho huyện ở xã Đạo Nghĩa. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng còn thiếu kinh phí. Huyện sẽ tiếp tục kiến nghị lên tỉnh đề nghị sớm hoàn thành bãi rác mới. Nói về nguyên nhân khiến bãi rác bị cháy nhiều ngày qua gây ô nhiễm nhưng không có ai dập, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Đắk Lấp thông tin, có thể đây là do những người trong bãi rác tự đốt vì quá tải. Tuy nhiên, không có ai thừa nhận việc này.